không có đeo ba lô hoặc túi du lịch gì gì đó. Cho nên, trong hai người, hẳn là có một người chính là nạn nhân, một người khác đương nhiên là hung thủ. Nếu cải trang, nghĩa là sợ người ta nhận ra. Theo lý sinh viên đại học, hẳn không có loại băn khoăn này. Chẳng qua nạn nhân vậy mà mắc bệnh lậu, hơn nữa tác phong lại không tốt. Chẳng lẽ chỉ khi hung thủ đặt thành giao dịch sắc thịt không thỏa thuận được giá dẫn đến nhất thời nổi tính giết người? nhưng phương pháp giết người phiền như thế thì tiền này cũng quá dư thừa rồi tớ đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh hung thủ quen biết với nạn nhân mục đích tới nơi này chính là chuẩn bị giết cô ta hơn nữa gã rất sợ quỷ hồn trả thù cũng lợi dụng hình phạt đóng đinh trong truyền thuyết để giam cầm linh hồn cô ta nhưng tại sao cần hình phạt đóng đinh chứ tớ chợt nghĩ đến thông tin tớ tra tìm về hình phạt đóng đinh trong đó dường như có một điều nói rằng hình phạt đóng đinh nếu dùng cho nữ giới, đại biểu cho trừng phạt sự lạm giao và bất trung của cô ta. 8 giờ 17 phút, chúng tớ ra khỏi hiện trường. Hiện giờ chúng tớ thật sự không thu hoạch được gì. Tớ nhìn tư liệu đang có, không thể làm gì khác hơn là điều tra lại tư liệu về cô gái kia khi còn sống. Trung tớ trở về trường đại học kia. Ban đêm, đại học rất náo nhiệt, khiến tớ cũng nhịn không được nhớ tới thời sinh viên của mình. Nửa giờ sau, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một trong những người bạn không nhiều lắm của cô ta cô gái là bạn cùng phòng của nạn nhân dáng mạo rất đẹp chẳng qua trang phục tương đối thời trang và khá lộ tôi kinh ngạc con gái bây giờ quả là thoáng nhỉ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy đã là hơn một tuần trước rồi khi đó cô ấy còn hỏi vay tiền tôi nữa cô ta một bên nhai kẹo cao su một bên thờ ơ trả lời vay tiền vay tiền để làm gì Diệp Húc hỏi. Cô gái kia khinh bỉ liếc mắt nhìn Diệp Húc. Tôi làm sao mà biết được? Có lẽ là sẩy thai, có lẽ là khám bệnh, dù sao không phải lần đầu tiên. Bạn trai cô ấy căn bản mặc kệ, nhưng hai người lại chẳng chia tay được, sống chết níu kéo. Đúng rồi, gần đây cô ta dường như còn cùng một nghiên cứu sinh khoa học xã hội có quan hệ mật thiết. Không bằng anh đi hỏi nghiên cứu sinh kia đi. Cô ta đột nhiên nói. Tên gì? Diệp Húc lấy sổ ra chuẩn bị ghi chép. Lê Chính, Lê trong Lê Dân, chính của chính xác, rất đẹp trai đó. Nói xong, một nam sinh viên bên cạnh huyết sáo với cô ta, cô ta phi như bay qua. Tớ cùng Diệp Húc đứng tại chỗ, nhất là Diệp Húc, cậu ta ngây ngốc nhìn tớ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ nữa? Đến bệnh viện tìm Lê Chính đi. 9 giờ 10 phút, tại bệnh viện. Lê đội trưởng đang ngủ Mặc dù nhìn qua rất mệt nhọc Bất quá cuối cùng Có thể nghỉ ngơi Nhưng hai giờ sau ông ấy sợ rằng Lại phải bị đau đớn cực độ hành hạ Tớ, Diệp Húc, Lê Chính Ba người đứng trên hành lang ngoài cửa Đều không nói chuyện Anh không muốn cha mình tiếp tục Chịu hành hạ nữa Thì kể hết tất cả những gì anh biết cho chúng tôi đi Chính anh cũng học nghiên cứu dân tộc Hẳn phải biết sự tàn khốc của hình phạt đóng đinh anh sẽ không chờ ngày mai Chưa mắt nhìn cha mình chết đi Trong đau đớn đó chứ Tớ mở miệng trước Không nghĩ tới Lê Chính cười lạnh với tớ một trận Từ đầu tới cuối sự kiện Hẳn là chẳng quan hệ gì tới mày nhỉ Mày cũng không phải là cảnh sát Dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chuyện này Gã bắt đầu cười nhạo tớ Anh ấy là bạn của tôi Là tôi nhờ anh ấy đó Tôi vừa muốn phản kích gã Đột nhiên Diệp Húc nói Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nếu anh còn là con trai của Lê đội trưởng, anh hãy đem hết những điều biết được nói ra đi. Chúng tôi sẽ cứu ông ấy. Ông ấy là cha tao. Tao chẳng lẽ nhận tâm nhìn ông ấy chịu khổ à? Lê Chính thiếu chút nữa nhảy dựng lên nói. Thời gian không còn nhiều lắm. Tôi nói ngắn gọn. Anh cùng Thu Toàn tới cùng có quan hệ gì? Buổi chiều hôm nay anh mượn phong quỷ có mục đích gì? Còn lúc phát sinh án nữa, anh tốt nhất nói rõ ràng anh đang ở đâu, làm chuyện gì. Diệp Húc một hơi nói xong, thở dài một hơi. Con người Lê Chính, trừng lớn nhìn Diệp Húc, bình thường đối với gã khép nép vậy mà nghiêm khắc thẩm vấn gã như thế, tức giận đến nổi gân xanh. Mày có ý gì? Mày nói là tao giết thu toàn. Tao mượn sách gì mày quản được hả? Còn nữa, làm sao mày biết? Bọn mày theo dõi tao à? Mặc dù Lê Chính đang rất tức giận, nhưng gã vẫn nói cho chúng tôi biết Thu Toàn chẳng qua là đàn em bình thường của gã hai người vô tình gặp nhau ở thư viện. Gã đối với cô bé này bắt đầu có thiện cảm, nhưng về sau, nghe nói tác phong cô nàng không tốt, liền ngắt liên lạc. Về phần mượn sách, cũng chỉ là muốn rõ ràng hình phạt đóng đinh xem có thể hỗ trợ được gì. Tớ không biết có nên tin gã ai không. Diệp Húc phòng trừng cũng thế. Chúng tớ nhìn nhau, Lê Chính nói xong nhìn chúng tớ, dường như cảm thấy chúng tớ vẫn đầy vẻ không tín nhiệm, không thể làm gì khác hơn là nói khi án phát sinh mình đang ở nhà. Khi ấy, cha gã và gã đang xem tivi. Mọi người tranh chấp nữa cũng không có kết quả, chỉ có thể cụt hứng chia tay. Tớ và Diệp Húc không thể làm gì khác hơn là ngồi bên ngoài cắm đầu hút thuốc, nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Lê đội trưởng đang ngủ, chúng tớ không muốn quấy giày. Tạm thời tin tưởng gã, nhưng lại không còn đầu mối. Xem ra chỉ có thể từ cây đinh rơi mất kia bắt tay vào. Rất rõ ràng, có người đã cháo vật chứng. Hơn nữa, xem ra rất sốt ruột. Tôi từ chỗ Diệp Húc biết được, loại đinh xoắn độc này dường như trên xe cảnh sát của bọn họ cũng có, rất bình thường. Người có thể tiếp xúc với vật chứng không nhiều lắm. Diệp Húc nói cho tôi biết, vật chứng cùng ngày là cậu ta và lê đội trưởng mang về cuối cùng. Kể cả tiến lưu lại trên người nạn nhân, cùng đinh này, cùng với một cây búa gần đó. Trên búa không có dấu vân tay nào. Cũng là trên đường tùy ý có thể mua được cho nên cơ bản không có giá trị gì. Cậu nói, Lê đội trưởng, sau khi cậu xuống xe thì đã không thấy tâm hơi. Ừ, đừng nói ngay cả Lê đội trưởng, anh cũng hoài nghi nhé. Chúng tôi trước giờ luôn đi cùng nhau đến mọi nơi. Diệp Húc vội vã trả lời. Nhưng cậu cũng nhìn thấy, cây đinh vật chứng không phải trên người của nạn nhân. Vật chứng đã vào phòng vật chứng, quản lý nghiêm ngặt cỡ nào, cậu hẳn phải rõ ràng hơn tôi. Có thể cháu vật chứng chỉ có thể là Lê đội trưởng ông ấy cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy chứ người chẳng phải cũng đã bị giết ông ấy sẽ càng không nhàm chán đến mức dùng hình phạt đóng đinh làm gì Diệp Húc có chút không hài lòng cậu ta lại cách lớp kính thủy tinh nhìn lên đội trường đang ngủ bên trong một chút Lê Chính vừa mới tiến đến ngồi bên cạnh đọc sách cậu không thấy khả nghi sao ông ta đầu tiên là cảnh cáo cậu đừng quá chú ý tới nữ thi phòng trường là sợ cậu bị liên lụy vào sau đó ô tô ở trên đường bị thủng lốp khó hiểu tiếp đó vật chứng bị cháo từ đương nhiên không thể không nói là lê đội trưởng làm nhưng rất có khả năng ông ấy đang giúp một người khác thoát tội vì gã mặc dù lê đội trưởng mạo hiểm ảnh hưởng đến tư pháp công chính cũng vẫn phải làm diệp húc chỉ chỉ lê chính ở bên trong tớ gật đầu hiện giờ chỉ thiếu làm thế nào chứng minh lê chính mới là hung thủ sát hại thủ toàn sử dụng hình phạt đóng đinh ngay ấn đường nhất định phải dùng đinh gỗ đào nếu không, một khi nhổ đinh, người chết lập tức sẽ đến trả thù. Phòng trừng lê đội trưởng xuống xe giữa đường chính là để đổi cây gỗ đào nọ. Hơn nữa, ném nó ở đâu đó. Nếu thật là như vậy, cây đinh gỗ đào kia nhất định mang theo chứng cứ có thể chứng minh lê chính là hung thủ. Bụng rừng, phòng bệnh truyền ra một trận thét chói tai. Lê đội trưởng thống khổ, bụng chân phải, trên mặt vẻ thống khổ, đem ngũ quan đều vặn vẹo lại nào còn nhận ra được đội trưởng hình cảnh từng khiến phần tử phạm tội khiếp sợ nữa. Tức cùng Diệp Húc lập tức chạy vọt đến, trợ giúp Lê Chính đè lại Lê đội trưởng. Đồng hồ treo trên tường hiển thị rõ ràng bây giờ là 11 rưỡi. Lần này càng thêm nghiêm trọng, cả người Lê đội trưởng đều lâm vào trạng thái bán điên cuồng. Quả nhiên, mỗi một cây đinh so với cây trước càng lợi hại hơn. Còn 12 giờ nữa, đến lúc đó, cho dù không cần cây ở nương kia, Lê đội trưởng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng Tớ nhìn Lê Chính bên cạnh một chút Như trước mặt không chút thay đổi Không Tự hồ còn có chút mừng thầm Tớ cảm thấy hơi phẫn nộ rồi Về sau Y tá và bác sĩ tới Trích thuốc an thần mới giúp ông ấy ngủ Tớ túm quần áo diệp húc Kéo cậu ta chạy ra khỏi bệnh viện Đi Bây giờ cậu lập tức đến chỗ cậu dừng xe ngay đó Chúng ta cho dù không ngủ cả đêm cũng phải tìm được cây đinh gỗ đào kia. Gọi thêm người đi. Hai người chúng ta quá miễn cưỡng, chỗ đó rất trống trải. Hơn nữa, cũng không biết Lê đội trưởng tới cùng đã ném nơi nào. Diệp Húc kiến nghị nói. Không được. Đầu tiên, lý do này sẽ không giải thích rõ được. Hơn nữa, chuyện Lê đội trưởng trộm cháo vật chứng vẫn đừng nên công khai. Chúng ta đi trước. Về phần xác định phạm vi, tôi có biện pháp. Tôi khẽ căn môi, xem ra không dùng cái kia thì không được. Dạng sáng 1 giờ 20 phút, trung tớ tới trước phòng giữ xác. Thử dịp Diệp Húc cùng nhân viên quản lý nói chuyện, tớ truyền vào, tìm được thi thể của Thu Toàn. Tớ kéo thi thể của cô ta ra, ở miệng vết thương nơi ấn đường, dùng ngón tay trỏ tay phải đè lại. Đem nước gạo sống đã chuẩn bị tốt lấy ra, vẽ loạn lên phần mắt của ta. Trong lòng tớ thầm niệm, nếu cô oan khuất, muốn được rửa sạch, đừng để người vô tội chịu đau khổ cứ giúp chúng tôi cho tôi mượn một tia hồn phách cuối cùng trong cơ thể cô tớ cái ngón trỏ chảy máu vừa vặn nhỏ vào vết thương của cô ta sau đó lại dùng ngón trỏ che lên có thành công hay không phải dựa vào tạo hóa nữa hiện giờ tất cả ký ức cùng những thứ cô ta nhìn thấy khi còn sống đều ở trên cây đinh gỗ đào nọ ngón tay của tớ mang theo hồn phách cuối cùng của cô ta có thể cùng đinh gỗ đào sinh ra cộng hưởng hơn nữa chỉ cần tiếp xúc đến đinh gỗ nào, tớ có thể nhìn thấy hết thảy hiện tượng khi ấy. Bất quá phương pháp kia độ nguy hiểm rất lớn, bởi vì vạn nhất tìm không được cây đinh kia. Sau 12 giờ, ấn đường bị đinh đóng vào chính là tớ. Tớ làm xong hết thảy, nhanh chóng cùng Diệp Húc lên xe. Tớ bảo Diệp Húc dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi đậu xe khi ấy. Hoàn hảo, mới 2 rưỡi. Tớ giơ tay phải, cảm giác giống như radar tìm đinh gỗ đào bốn phía chỉ dựa vào chút hồn phách của tu toàn. Nhưng mãi đến khi tay phải của tớ đau nhức vẫn không thu hoạch được gì. Tìm tỏi vô nghĩa như vậy, mãi cho đến 6 rưỡi sáng, chỉ còn 5 tiếng nữa, Diệp Húc cũng mệt mỏi ngồi bệt dưới đất. Tớ bắt đầu có chút hối hận, bản thân đã xúc động, tớ quá tin tưởng vào khả năng trinh thám của mình. Xem ra tớ phải trả giá đắt rồi. Có lẽ suy nghĩ chỗ nào đó của tớ xảy ra vấn đề. Tớ đành phải cùng Diệp Húc lái xe về bệnh viện trước. Khi xuống xe vừa vặn bệnh viện bắt đầu bán cơm sáng. Bình thường lúc này đều là 7 giờ 15 phút. Nhìn sinh mệnh mình chậm rãi đi về điểm cuối, ngược lại thản nhiên. Lúc ở trên đường đụng phải một người đến choáng váng, người nọ nhìn cũng không thèm nhìn tớ, đã bỏ đi. Lúc này ngón trỏ bỗng đau đớn kịch liệt. Có cảm ứng rồi. Chẳng lẽ cây đinh ngay trên người tên kia? tức lập tức gọi Diệp Húc chặn hắn, nhìn kỹ là một người trẻ tuổi, chừng 17-18 tuổi. Một thần quần áo Hàn Quốc, xem ra bị chúng tớ dọa sợ. Diệp Húc lục tìm trên người hắn. Quả nhiên, ở trong túi sách tìm được cây đinh gỗ đào kia. Tới cùng Diệp Húc lớn tiếng, hỏi hắn cây đinh ở đâu ra. Hắn lắp bắp nói, trước đó vài ngày đã nhặt được ở đâu đó. Nghĩ đặc biệt nên giữ lại chơi. Tớ thấy hắn không giống nói dối, mà địa điểm hắn nói, đích xác, chính là nơi hai chúng tớ khổ cực tìm suốt đêm hắn ngây ngốc đứng tại chỗ. Tớ cố tình nghiêm túc giáo huấn hắn. Sau này đụng ai phải xin lỗi, lúc này mới thả hắn đi. Thằng nhóc này sợ hãi, lập tức chuẩn mất. Cầm cây đinh chúng tớ tựa như trích một liều thuốc kích thích. Hiện giờ chỉ cần cây đinh lần thứ hai cắm vào ấn đường của thu toàn, Tớ có thể thấy được hình ảnh của cô ta khi chết. 8 giờ 40 phút sáng, chúng tớ len lén chuồn vào. Diệp Húc giúp tớ canh trường. Tớ đem cây đinh chậm rãi bỏ vào, cũng lại nhỏ thêm mong mình. Sau đó nhắm mắt lại, bản thân cũng rất kích động, bởi vì rốt cuộc có thể biết ai mới là hung thủ. Tôi phát hiện một cảnh tượng hoàn toàn lạ lẫm, không phải phòng khách sạn, tiếp đó là bóng lưng của một người. Tiếp đó, dường như nhìn thấy từ gì đó tương tự phiếu xét nghiệm. Người nọ bỗng dưng xoay lại đánh tới. Tiếp theo là hình ảnh không ngừng chớp tắt. Một đôi tay gắt gao bóp lấy yết hầu, tôi cơ hồ cũng cảm thấy hít thở không thông. Cuối cùng hình ảnh biến mất tớ giống như bị điện giật bắn ngược trở ra. Mặc dù chỉ có một tích tắc, nhưng tớ vẫn thấy rõ ràng dung mạo của người nọ. Hiện giờ chỉ còn đầy chứng cứ. Chín rưỡi, tớ và Diệp Húc đem tất cả người liên quan đều mang đến bệnh viện, kể cả Lê Chính, cô bé kia, còn có bạn trai của Thu Toàn, sau đó phân biệt lấy mẫu máu của bọn họ. Đương nhiên, đây đều là để Diệp Húc dùng làm chứng cứ phá án. Một lát sau, tớ cầm kết quả xét nghiệm đi ra. Tớ nhìn thấy bọn họ thở sâu một hơi lấy ra tờ phiếu kiểm nghiệm lần lượt đưa cho bọn họ lê chính hỏi đây là có ý gì hả những thứ này là phiếu kiểm tra của mọi người trong danh sách phiếu này chỉ có một người bất đồng người đó bị bệnh lậu hơn nữa giống nạn nhân thu toàn tài liệu kiểm nghiệm trong tay tớ rung lên bọn họ vẻ mặt không hề gì lòng tớ nghĩ vị chết còn mạnh miệng không thể kéo dài phải nhanh chóng chứng minh ai là hung thủ hình phạt đóng đinh chỉ dùng để trừng phạt những kẻ không trong sạch và người phản bội. Thu toàn này quả thực tác phong không tốt, thậm chí ở bên ngoài còn làm những giao dịch sắc thịt. Chúng tôi đều tưởng rằng khách sạn là hiện trường phát sinh án đầu tiên. Đích xác, máu phun ra từ đinh cắm vào thân thể, búa ở gần đó, quan trọng nhất là suy đoán của pháp y. Hơn nữa, thời gian cô ta mất tích tựa hồ hết thảy đều thuận lợi xuân sẻ. Nhưng kỳ thật, Thu Toàn là bị bóp cổ chết. Cô ta sau khi chết rồi mới bị dùng hình phạt đóng đình. Tôi nhìn Lê Chính cười nói. Nói đúng không? Lê Chính như trước mặt mang sương lạnh, không trả lời tớ. Tớ không biết hung thủ dùng biện pháp gì. Lại có thể khiến pháp y đưa ra suy đoán thời gian tử vong lùi lại 2 đến 3 ngày. Nhưng hung thủ khi áp dụng hình phạt đóng đình đã để lại mẫu máu của mình. Ngay trên cây đình ở Ấn Đường, cây đình gỗ đào tôi lấy ra cây đinh gỗ đào kia, cây đinh màu đỏ sậm. Phía trên hình như khắc chữ. Cô bé kia nhìn cây đinh, nhịn không được hô. Đúng vậy, tôi có thể đọc lớn ra là lê dân thương sinh, chính khí vĩnh tồn. Kỳ thật, cũng chính là lai lịch của cái tên lê chính của anh. Nói cách khác, đinh gỗ đào chính là của anh. Tôi rơi cây đinh lên trước mặt gã lê chính, gã nhìn cây đinh một chút, nhịn không được, nở nụ cười chỉ dựa vào một cây đinh đã muốn chứng minh tao là hung thủ quá nực cười đích xác tôi không có ý nói anh là hung thủ bởi vì hung thủ là y tôi xoay người đem cây đinh chỉ hướng người bạn trai tưởng rằng yếu không chịu nổi dao kia của thu toàn đích xác tôi nhìn thấy trong ký ức cuối cùng của thu toàn chính là y không phải tôi anh đừng vu tội cho người tốt y lớn tiếng nói xảo nhưng chán đã túa mồ hôi như mưa tôi không cần phải vu tội cho cậu trên cây đinh có mẫu máu của thu toàn cũng có của cậu tôi giờ cao tay y lên quả nhiên trên ngón tay có một vết thương mới mặc dù không lớn lắm nhưng vừa vặn mới mọc ra non cậu không cần phải phủ nhận kỳ thật quan hệ của cậu và thu toàn tôi cũng đã biết gia cảnh các người không tốt nhưng lớn lên với nhau từ nhỏ thu toàn sở dĩ làm như vậy là để cho cậu hoàn thành giấc mơ được đi nước ngoài nhưng cô ta không ngờ tới sắp tốt nghiệp thủ tục xuất ngoại của cậu cũng đã gần xong, thì cậu lại muốn vứt bỏ cô ấy. Ngày đó, cô ấy đi tới phòng cậu, cố ý nói muốn cùng cậu ôn tồn một đêm. nhưng sau khi kết thúc, cô ấy lấy ra phiếu xét nghiệm, cô ấy bị bệnh lậu, để cười nhạo cậu. nếu bị loại bệnh này, vậy trong kỳ kiểm tra sức khỏe nhất định cậu sẽ bị đánh rớt. cậu trong lúc tức giận, thế là bóc chết cô ấy. có lẽ cậu sợ linh hồn cô ấy trả thù, có lẽ cậu thẹn trong lòng, cũng nghĩ tới một người một người có thể dùng kỳ thuật giúp cậu thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và linh hồn. Tớ một hơi nói xong, nhìn phía Lê Chính. Người biết rõ cách làm này, tôi không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì. Dù sao cuối cùng, các người trong phòng của khách sạn đã áp dụng hình phạt đinh. Đinh cậu đào mấu chốt nhất kia chính là hắn đưa cho cậu. Nam sinh kia giống như mất hồn quỳ xuống, trong miệng thì thào lầm bầm. Anh xin lỗi, thu toàn. Tấn nhìn đồng hồ, vừa vặn 11 giờ. Xem ra hết thầy đều đã kết thúc. Ngu xuẩn. Về mặt lê chính đột nhiên thay đổi. Mang thấu tức giận cùng nóng nảy, gã đột nhiên lại yên ổn xuống nhìn tớ. Xem ra, tao đã đánh giá thấp mày. Kỳ thật, mày vừa đến thành phố này, tao chú ý đến mày. Trùng hợp, tên ngu xuẩn này gọi điện nói cho tao biết. Nó đã giết thù toàn. Quên nói cho mày biết. Bọn chúng vẫn luôn xem tao như bạn tốt, Nam Đỗ biết rằng giả vờ ngu ngốc kết giao với chúng thật sự thống khổ. Mà mày đã xuất hiện, tao đương nhiên vẽ mày vào một phần trong kế hoạch báo thủ của tao. Tao biết mày có khả năng sẽ xáo trộn sự bố trí của tao. Bất quá trò chơi không có biến số không thú vị. Đúng vậy, là tao dạy y hình phạt ông Đinh. Thu Toàn kỳ thật đã chết hai ngày trước, thời gian án phát sinh các người suy luận. Khi y tìm đến tao, thi thể đã có chút biến chất tao dùng dầu bảo quản tưới toàn thân ả phong kín mùi thối mày chẳng phải rất muốn biết tại sao ả bị bóc chết nhưng trên cổ lại không có vết thương gì sao tại sao rõ ràng chết đi mới cắm đinh vào nhưng vẫn có máu bắn ra hết thảy những việc này công lao đều thuộc về phát minh của tao lê chính lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong hộp lấy ra một con trùng toàn thân trong suốt chỉ dài nửa tấc cùng loại với con tằm đây là trùng không chế xác loại trùng này một khi tiến vào cơ thể người không hẳn phải nói là tử thi phải là tử thi chết chưa quá ba ngày sẽ không ngừng phân tách cuối cùng có thể có bao nhiêu con đây nói cho mày biết chúng nó còn nhỏ hơn cả virus trong cơ thể tử thi chúng sẽ không ngừng cắn nốt tế bào tử vong hơn nữa có thể tổ chức lại chúng khiến cho máu của thi thể lại chảy tất cả phán đoán pháp y đều thành lập trên căn cứ máu không chảy dẫn đến hoại tử đương nhiên bọn mày sẽ bị lừa. Kế tiếp, trùng này khống chế tất cả thần kinh không xương của cơ thể. Tao có thể khống chế thi thể làm động tác gì? Thậm chí kể cả nói chuyện. Rất thú vị nhỉ? Lê Chính cầm con trùng cười nói. Ngày đó, người đầu tiên bà chủ nhìn thấy chính là thằng ngu kia. Người thứ hai chính là thi thể tao khống chế. Sau khi hình phạt đóng lên kết thúc là tao báo cảnh sát. Bởi vì tao biết mày đã ở trong đó. Người gặp loại chuyện này sẽ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như mày, thế nào cũng sẽ để ý đến đúng không? Nhưng tôi không rõ, cái báo thù mà anh nói có ý gì? Chúng ta dường như chưa từng gặp mà. Tớ nhìn đồng hồ, 11 giờ 20 phút. Việc này mày phải đợi đến khi ông già trên giường tỉnh dậy, tự mình đi hỏi nghiệt ông ta đã tạo 20 năm về trước. Mặc dù lần này không có cách nào giết ông ta, nhưng cũng làm cho ông ta ăn chút đau khổ. Đinh gỗ đào là tao cố ý lưu lại. Tao hy vọng mày dựa vào cây đinh này tới tìm tao. Chúng ta có thể chơi trò mèo bắt chuột một lần. Đáng tiếc bị ông già này phá hủy. Bất quá trò chơi có biến hóa chơi mới thích. Lê Chính cười rộ lên. Tớ nhìn tên coi mạng người như cỏ rác này cảm thấy lạnh tim. Tao phải đi. Bất quá tao sẽ đi tìm mày nữa. Cùng mày giao thủ thật thú vị. Nói xong, Lê Chính xoay người chạy ra ban công. Tớ cùng Diệp Húc vội ngăn cản. Nơi này chính là tầng 11. Lê Chính như diều giấy ngã xuống, thảm không nỡ nhìn. Tớ cùng Diệp Húc nhìn nhau một chút, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng điều trị. Lúc này đã là 11 rưỡi. Lê đội trưởng tỉnh lại, xem ra lời nguyền rùa đã thực sự biến mất. Đang lúc tớ và Diệp Húc vui vẻ, bụng dừng ngoài cửa, vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết. Tớ chạy ra cửa, chứng kiến bạn trai của Thu Toàn thống cổ quay cuồng dưới đất. Tớ vội nâng y dậy, nhưng tớ vừa chạm đến thân thể y, cảm thấy một trận bén nhọn gì đó từ trong cơ thể y lao tới. Đoạn kế tiếp, cả đời tớ cũng khó có thể phai nhạt. Toàn thân gã, tựa như con nhím vậy, vô số đinh từ trong cơ thể gã xuyên ra. Mau tươi, cùng xương thịt nát vun lên tường, cùng khắp nơi trên mặt đất. Những cô gái có mặt ở đó, bị dọa siêu tại chỗ. Diệp Húc trợn mắt, há hốc mồm nhìn tớ. Tại sao lại như vậy? Là hình phạt đóng đinh phản phệ. Kẻ dùng hình, sẽ phải chịu sự trả thù gấp trăm ngàn lần. Tớ thở dài, có lẽ y cùng thu toàn có thể nói chuyện nhiều hơn, không đáng để đem khúc mắc biến thành tâm ma thì đã không như vậy. Chuyện sau đó, do Diệp Húc đi kết thúc, bất quá tớ còn có nghi vấn phải đợi Lê Đội trưởng hoàn toàn khôi phục để hỏi ông ta. Mấy ngày sau, tớ, Diệp Húc tớ đón Lê Đội trưởng xuất viện. Lê Chính không phải là con ruột của tôi. Câu đầu tiên Lê Đội trưởng nói khiến chúng tôi rất kinh ngạc, nhất là Diệp Húc. Tôi phỏng chừng nó sớm muộn cũng biết. 20 năm trước, tôi phá một vụ hung án. Kỳ thật, quá trình phá án hoàn toàn là trùng hợp. Khi đó, tôi vẫn chỉ là một cảnh sát quen, tựa như Diệp Húc bây giờ. Tôi vừa vặn nhìn thấy hung thủ hành hung, gã chính là sử dụng hình phạt đóng đinh. Hơn nữa, trong lúc phản kháng, tôi đã bắn chết người nọ. Đó là lần đầu tiên tôi nổ súng. Về sau, tôi biết phạm nhân này bởi vì hoài nghi vợ ở bên ngoài ăn vụng mà đóng đinh vợ mình bọn họ còn có một đứa con mới vài tuổi tôi không đành lòng để đứa bé này trở thành cô nhi nên đã nhận nuôi nó hơn nữa di vật của cha nó cũng chính là tổng cộng bảy cây đinh gỗ đào trên đó có lê dân thương sinh chính khí vĩnh tồn cũng vừa vặn đặt tên cho nó là lê chính kỳ thật thấy nó và tôi có duyên cũng là nguyên nhân tôi nhận nuôi nó tôi mặc dù biết nó sẽ biết tôi giết cha nó nhưng không nghĩ nó lại bố trí cục diện như vậy để trả thù tôi. Lần đó là tôi cố ý đâm đinh lên lúc xe, sau đó trộm cháo vật chứng. Kỳ thật sự tình này là nó bảo tôi làm. Nó nói nó nhất thời kích động giết cô bé kia, xin tôi cứu nó. Tôi đành phải đáp ứng nó đổi đinh. Khó trách thu toàn lại tìm được ngài. Kỳ thật trên cây đinh kia không có máu của nam sinh đó. Có chỉ là máu của ngài. Tôi nói với Lê đội trưởng. Máu của tôi? Lê đội trưởng kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lúc ấy tôi chỉ là gài cho thằng bé kia tự mình thừa nhận. Kỳ thật trên cây đinh là máu của ngài. Tôi sau khi có xét nghiệm của tất cả mọi người liên quan mới biết được. Như vậy hình phạt đóng đinh tìm tên ngài cũng không có gì kỳ quái nữa. Xem ra Lê Chính muốn dùng hình phạt đóng đinh giết chết ngài. Tôi vốn tưởng rằng Lê đội trưởng sẽ phẫn nộ, nhưng ông ấy vẻ mặt bình tĩnh. Trải qua việc này, ông ấy trở nên già nua hơn rất nhiều. Tôi không trách nó. Hết thảy việc này đều đã được định trước. Mặc dù tôi là cảnh sát, nhưng dù sao cũng là tôi tự tay giết cha nó. Tớ và Diệp Húc im lặng không nói. Điện thoại di động của Diệp Húc vang lên. Sau khi nghe máy, sắc mặt cậu ta có chút biến hóa. Tớ vội hỏi làm sao vậy? Kiểm nghiệm tử thi cho biết, cô thi thể kia không phải của Lê Chính. Cũng không biết gã từ đâu đem tới. Đầu đã chết được vài ngày rồi. Diệp Húc đáp. Quả nhiên gã sẽ không dễ dàng tự sát mà. Xem ra gã đã sử dụng trùng khống chế xác. Gã sớm biết sự tình sẽ bại lộ. Ngay cả đường lui cũng đã ăn bài xong. Vừa nghĩ tới lời gã trước khi đã nói, tôi đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi nhìn bộ dạng như có điều suy nghĩ của bạn mình. Ăn nùi cậu ấy nói. Có lẽ gã chỉ hù dọa cậu thôi. Không cần lo lắng. Nhưng mà dựa theo lời cậu, Lê Chính giống cậu cũng tinh thông về loại đồ kia. Chính xác, có lẽ gã hiện giờ đang trốn ở góc xó xình nào đó lại đang cài bẫy chờ tớ chui vào đấy nếu lần đó không gặp người trẻ tuổi Hàn quốc kia cậu tìm không được đinh gỗ đào thì làm sao đây tôi trêu ghẹo hỏi cậu ấy cậu ấy bất đắc dĩ nhún vai làm ra một động tác đành chịu vậy liền kết thúc xong đời thôi lập tức cậu ấy lại giảo hoạt cười cười kỳ thật vận khí cũng là một phần của thực lực đó chúng tôi đều nở một nụ cười